Hello, xin chào cả nhà ha. Em quá cái lời chúc sức khỏe cả nhà đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Em bán con này là vừa có 50 ngàn thôi nha. Tiền ship thì nó tới 30 ngàn lận, 30-40 ngàn lận. Tiền ship nó muốn bằng cái máy luôn à ha. Con này thì em không biết, em mua về nó vậy luôn nè. Nó chế nguồn điện gì mất tiêu rồi ha. Em không có biết luôn, thua luôn. Con này giờ chỉ còn cái vỏ là đẹp nè, em không chùi rửa luôn, tại vì có mấy chục ngàn giờ bỏ công ra chùi rửa nó mất thời gian lắm ha. Anten thì còn nè, mắt đĩa thì còn nè đó, còn đẹp đó. Đó, mắt đĩa còn nè, lo thì cũng còn nữa nè, lo ok nè. Em nghĩ là ngõ này là ngõ out nè, tại vì telephone nằm đây à, thì out đây chứ lẽ giờ hai cái phone sao. Đó, 50 ngàn mua mấy cái núm này cũng dư mắt dư lo này kia là đủ vốn rồi. Bán nhìn bán mau bán lẹ luôn nha quý khách cô chú anh chị em. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube cho tốt. Zalo giùm em qua số điện thoại 0939 396 450. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách của chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.